chân dung bốn đồng chí từng giữ chức Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nhất trong lịch sử của Đảng. Ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là người từng giữ chức Tổng Bí thư và Chủ tịch Đảng cho đến khi qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, thì có bốn người từng có thời gian giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ít nhất hai nhiệm kỳ gồm một Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907. Ông mất ngày 10 tháng 7 năm 1986 là một nhà chính trị Việt Nam, Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1976, Tổng Bí thư thứ bảy của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1986. Đồng chí Lê Duẩn là tổng bí thư có thời gian tại vị lâu nhất với thời gian 25 năm 303 ngày. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, người trước đó đã dẫn dắt những người Cộng sản Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương là một trong những người kiến trúc sư hàng đầu trong chiến tranh Việt Nam với việc vạch ra chiến lược cách mạng ở miền Nam Việt Nam với bản đề cương Đề cương cách mạng Việt Nam. Bản đề cương này định hướng cho hàng loạt phong trào đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam, từ đó tạo điều kiện cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam tấn công và tiếp khoản Sài Gòn vào năm 1975, kết thúc chiến tranh Việt Nam. Sau đó, Tổng bí thư Lê Duẩn tiếp tục lãnh đạo Việt Nam trong thời kỳ xảy ra hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc. 2. Đồng chí Trường Trinh Đồng chí Trường Trinh sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907. Ông mất ngày 30 tháng 9 năm 1988. Ông có tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, là một chính khách Việt Nam. Ông là chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam thống nhất, trên danh nghĩa là chủ tịch hội đồng nhà nước từ năm 1981 đến năm 1987. Ngoài ra, ông cũng từng giữ chức vụ quan trọng khác trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất từ năm 1941 đến năm 1956 và lần thứ hai vào năm 1986 sau khi cố Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời khi đang tại nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ năm 1960 đến năm 1975 và Chủ tịch Quốc hội khóa 5 và khóa 6. Cố Tổng Bí thư Trường Trinh còn được biết đến là một nhà thơ cách mạng với bút danh Sóng Hồng. 3. Đồng chí Nông Đức Mạnh Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940, là một chính trị gia Việt Nam. Ông từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2001 và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2011. Tháng 6 năm 1991 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 9 năm 1992, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 9. Tháng 6 năm 1996, ông làm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8. Tháng 9 năm 1997, ông tiếp tục được bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Tháng 1 năm 1998, ông được phân công làm Thường vụ Bộ Chính trị. Tháng 4 năm 2001 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là Tổng Bí thư và cũng là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên là người dân tộc thiểu số. Tháng 4 năm 2006, Ông được bầu lại làm tổng bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 năm 2011, ông nghỉ hưu. 4. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện đang đảm nhận chức vụ Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương. Ngoài ra ông còn giữ một số chức vụ khác bao gồm: Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 và là một trong những đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội. Ngày 23 tháng 10 năm 2018, sau khi Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm chủ tịch nước, ông chính thức trở thành người thứ ba trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ cả hai chức vụ đứng đầu đảng và nhà nước sau Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cố Tổng Bí Thư Trường Trình. Trên đây kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn. Chân dung bốn vị Tổng Bí Thư có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.